Thì các bạn đã quay lại trang nộm của mình là Đoàn Lực. Hôm nay mình sẽ làm một cái món nộm rau rừng nhé, rau dớn rừng nhé. Và đây, đây là rau dớn rừng nhé. Để các bạn nhìn rõ, đây là rau dớn rừng này. Gồm có các nguyên liệu, mình sẽ giới thiệu các bạn. Gồm có lạc, lạc rang chín nhé các bạn ơi. Lạc rang chín này. Gồm có chanh và giấm, giấm nếp nhé các bạn nhé. Mì chính, súp. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành để trần cái rau này. Nước nóng nha các bạn nhé, trần nước sôi nhé. Rau gần phòng tí nữa nhìn thấy, nhìn thấy cái rau, úi rau đâu. Đấy, sau khi các bạn trần nước sôi thì các bạn trộn lên. Phải đảm bảo là rau mềm mà còn vẫn còn giữ được màu xanh của nó nha các bạn nhé. Rau này làm nộm thì thôi rồi, rất là một món rất ngon luôn. Đấy, các bạn trần. Đấy nha các bạn nhé, sau khi rau đã trần được rồi thì chúng ta sẽ tiến hành vớt. Vớt rau ra rổ. Đây. Sau đó các bạn phải để cho nó ráo, các bạn phải bắt đi nhé. Bắt nước đi. Phải đổ ra mâm cho nó bắt ra. Đấy. Như thế này, bây giờ mình sẽ đặt lên đây và mình sẽ lấy cái mâm của mình đi. Và sau khi nó ráo bớt nước các bạn phải vò nhé, các bạn phải vò trà bằng tay ấy. Trà bằng tay cho nó, mình cho một tí giấm vào để cho nó đảm bảo là rau nó. Đây nha, các bạn phải trộn đều lên, nhưng mà các bạn vừa trộn vừa bóp rất nhẹ thôi nhá. Bóp cho nó đều, nó úa ra, gọi là nó cho nó mềm rau ra. Đấy. Và trộn đều nó bóp. Sau đó vắt khô cái nước này đi. Đấy nha các bạn, cứ dùng tay thôi, cho mình ở nông thôn mình dùng tay thôi. Làm cho mình được ăn thôi mà có cái gì đâu. Đây nhá, ở các bạn là sau khi chúng ta bắt nước nó sẽ ra nhiều nước này các bạn nhìn này. Đấy, và chúng ta sẽ bắt nó vào đây. Đấy, vẫn là cái thơm nước này nhá. Đấy, các bạn sẽ bắt. Bắt cái nước này đi, nước ở trong đó có giấm luôn rồi nhá các bạn nhá. Chúng ta cho giấm vào rồi, bắt nước đi. Đấy. Tùy thôi, nếu các bạn để khô quá thì nó cũng sẽ ăn không ngon. Vậy các bạn bắt đi một lượng vừa phải thôi. Đấy. Đấy, cho ra đây. Rau dớn là món rau rừng nó rất là tầm thường, nhưng nếu ta biết làm biến tấu nó thì nó rất là ngon. Đây, mình sẽ bỏ phần nước này đi này. Đấy, và sau đó là chúng ta bắt khô thì nó sẽ khô như này đây, nó sẽ như này đây. Đây, nó sẽ như thế này. Nhìn nhá các bạn nhá. Hôm nay lau rau mình luộc hơi quá nước nên màu nó cũng không đẹp lắm, nó không xanh lắm. Nó phải, nhưng mà mình ăn làm này là nó đảm bảo. Đấy, sau đó thì lạc nó như thế này. Lạc cái này nhá các bạn nhá. Bắt đầu đi. Đấy nhá, lạc thì các bạn sau khi mà các bạn rang chín rồi nhá, các bạn sẽ dùng tay bóp này. Bó này để chúng ta bỏ cái vỏ lụa đi. Đấy. Tùy thôi nhá, các bạn mà làm sạch quá thì cũng được. Mình bóp cho nó đều ra này đây. Đó. Đó. Mình gọi là mình tách cái vỏ lụa của nó đi hết. Cho nó màu nó trắng nó đẹp. Đấy nha các bạn nhé, tùy các bạn thôi nhá, là các bạn muốn như nào để nó đẹp thì các bạn làm cho nó thật kỹ vào. Đấy, sau đó chúng ta tách cái vỏ lụa đi. Lạc rang chín nhá. Các bạn theo dõi kênh của mình các bạn biết rồi, mình có
có một cậu con bé nữa nên là cái phần gia vị này mình sẽ bỏ đi rất nhiều khâu. Tại vì nếu mà cho tỏi tươi với lại ớt vào thì nó sẽ không ăn được. Đây mình làm cơm gia đình thôi nên là mình món này mình làm gia đình mình ăn thôi, không phải làm để làm cảnh nữa các bạn ạ. Nên là mình sẽ bỏ qua nhé. Nhưng mà các bạn nếu mà các bạn làm mà tiếp khách hay như nào ấy thì các bạn phải có tỏi. Gồm có là một tí đường nữa để vào cho nó trong món nộm thì nó sẽ ngon hơn. Đấy, tỏi với ớt nhé các bạn nhé. Mình sẽ bỏ qua hai cái này mình sẽ không cho vào tại vì mình có con nhỏ mà. Có một cậu bé này mới có 4 tuổi thôi. Nên là nó sẽ không ăn được. Đấy, sau khi các bạn tách vào muỗng thì các bạn thổi lên. Đấy các bạn thấy không? Mình đã tách được phần vỏ lụa đi rồi. Đây nhá, lạc rất là đẹp đây. Nếu mà các bạn muốn nó bé hơn lại các bạn có thể giã sơ. Đây nhá các bạn nhá, mình sẽ phải giã sơ nhé, giã vừa vừa thôi. Nếu mà nát quá thì nó sẽ không ngon đâu. Đấy, mình giã sơ sơ đi. Cái cối mình giã nhầy nhầy cho nó sơ sơ thôi nhé các bạn nhé, nát quá bột quá cũng không ngon đâu. Ăn là mình phải đá răng một tí, nó phải có vị nhai một tí chứ ăn mà bỏ vào nuốt liền là không có được. Nhất là với bác nào mà uống rượu nhấm nháp rồi chúng ta phải để cái lạc to một tí, vị thơm của rau nữa, vị mùi bùi bùi của lạc nữa, vị ngọt của một vị chua chua của giấm nữa. Nếu mà món này mà để mà nhậu thì chỉ có tới bến luôn các bác ạ. Đấy, như thế này thôi là mình đã hoàn thành rồi. Thế bây giờ tiếp đến là mình nguyên liệu của mình đã được hai thứ rồi, bây giờ mình sẽ chế cái nước để mình trộn vào nhé. Đây các bạn ạ, chanh quả này làm hai đĩa chỉ cần một quả chanh thôi tại vì mình có giấm nhé các bạn nhé. Đây chanh quả đây thì chúng ta tiến hành dùng súp thôi, súp chúng ta dùng một lượng vừa phải, nó không làm mặn quá, với lại mì chính để tránh chúng ta cắn phải hột thì chúng ta phải hãm trước. Đây mình sẽ bắt đây chanh, đây chanh mùa này nó hiếm mà nó cũng không có nhiều nước lắm cũng được ấy. Đấy các bạn bắt chanh và chớt lấy tiếp đến. Chỉ dùng một quả thôi nhé, nếu không chua quá không ăn được đâu các bạn nhé. Đấy, sau khi các bạn ấy rồi các bạn chế cái hạt đi. Mình nhắc lại với các bạn một lần là mình không bỏ qua cái tỏi nhé. Tỏi với ớt là mình sẽ không cho vào, nhưng mà thực tế nếu các bạn làm tiếp khách mà để nhậu ấy thì chúng ta để uống rượu ấy, mồi uống rượu ấy chúng ta nên cho vào. Ấn dừng một tí. Đang làm video. Không các bạn nhé. Anh chuyển ra tiếp cho anh Hùng thu ấy. 3 phút nữa là hoàn thành. Đấy nhá các bạn, các bạn phải đánh thật là đều lên nhé, thật đều lên. Đấy, sau khi như thế là các bạn sẽ thêm một lượng giấm vào nữa. Nếu mà không có giấm thì rau nó sẽ không giòn nhé các bạn nhé. Giấm nếp ấy. Đấy. Đây. Đấy nó sẽ nhắc lại một lần nữa là mình sẽ bỏ qua cái phần tỏi và ớt nhé, tại vì nhà mình có con nhỏ. Nhẽ ra mình làm clip thì mình nên làm cho đủ các vị luôn, nhưng mà vì là mình làm để rồi gia đình mình thưởng thức ấy, nên là thưởng thức ngay, và nên là mình không không bỏ qua hai món đấy, là các bạn thông cảm cho mình nhé. Đây, và sau đó chúng ta sẽ chế cái hỗn hợp vào đây. Đấy, chúng ta tưới lên. Một lúc nữa các bạn vẫn phải trộn nhé. Đấy, tất luôn. Đấy. Đó, sau đó các bạn dùng đũa trộn. Các bạn trộn lên. Trộn cho đều nhé các bạn nhé, để nó ngấm hết
nước chanh vào cái gia vị vào đấy đi. Đấy, và câu cuối cùng là chúng ta sẽ cho cái lạc này, lạc trộn vào này. Hấp dẫn quá các bạn ơi, mình thấy mùi thơm của lạc này. Hấp dẫn quá, và trộn đều lên. Đấy, một lúc cho cái lạc nó dính vào đây là chúng ta hoàn thành rồi đấy. Làm nó đơn giản đó các bạn, rau rừng nhưng mà nó đặc sản nó là ở cái chỗ là tại sao mà cái rau dớn nó nộm, tại sao mà nó lại ngon đến như thế. Đấy. Rau được nhặt trên rừng này. Rất là ngon luôn. Cái này mình làm ăn nhá, mình không phải để trang trí, trang trí thì một lát nữa mình sẽ cho ra đĩa luôn. Rồi bây giờ mình có thể nếm thử đây. Nếm thử một miếng này. Thật sự là rất ngon luôn các bạn. Bây giờ từ từ nhá. Mình cho ra đĩa ra xong mình sẽ cho em của mình ăn thử. Từ từ cứ để máy. Đây nha, mình sẽ cho ra đĩa và sau đó mình sẽ cho các cháu tem trong tem của mình ăn thử này, để đánh giá chất lượng luôn. Ngon lắm, thật sự là quá ngon luôn. Cũng đã lâu rồi mình cũng không có thời gian để mình làm, đâm ra là mình bỏ qua một thời gian mình không được ăn ăn quẩy lại. Tự nhiên hôm nay mình đi làm trên đồi thôi, mình thấy nó ngon, rau non mà ngon thế. Thế là mình hiện đây thì mình lấy về thôi. Đấy. Đấy các bạn trang trí vào nhá. Các bạn làm tiền thì các bạn mới trang trí được, còn mình mà làm ăn thì làm như thế này mình biết mới đúng là nộm rau dớn ngon này. Đấy, mình có cậu bé này nó rất thích ăn này, nó nên là mình không bỏ qua tỏi với ớt nhé. Đây, và mình làm được hai đĩa rồi, còn thừa từng này đây. Đây mình đã làm hai đĩa rồi, hai đĩa rất to rồi đây, một mâm siêu to khổng lồ nhá. Đây mình làm được, còn bây giờ mình sẽ cho anh em trong tem mình ăn thử để cảm nhận chất lượng. Trường ấy lấy cái muôi trong con gắp ở đây, con ăn thử đi, luyện ăn thử đi. Mùi vị thế nào, cò đi ăn luôn cậu. Đấy, ngồi xuống đây mình xử lý luôn tay cũng được mà. Đây, thử luôn xem ngon không. Đấy, gắp miếng to vào ăn như thế làm sao mà biết mùi sướng được. Đấy, rất ngon luôn. Nào, cảm giác như nào nào, nói thử Trượng nói nào. Trượng 2K cái gì nhỉ? 2K9. Như nào, mùi như nào, ngon không? Mùi chua. Chua thơm nồng, bộ lạc thì sao? Lạc thì thơm à. Ừ. Sao rồi, cậu cậu kia như nào rồi? Rất ngon nhé các bạn nhé. Thật sự là mình không để cưỡng lại, mình cũng phải tham gia một chút đi. Còn thế. Đây rồi. Thắp mâm ăn cơm đi tìm ơi. Cái này mà làm một đĩa siêu to này mà mình ăn chắc không biết ngán á. Thì no ngán. Đấy, cái cọc út của mình kìa. Đấy nên mình mới bảo không bỏ tỏi với ớt, vì lý do mình có cậu con nhỏ này. Bây giờ mà bỏ tỏi với ớt vào sao nó ăn. Cay le mồm luôn. Ngon lắm Trượng, hốt luôn đấy Trượng. Đấy. Hôm nay mình xin được kết thúc video tại đây. Các bạn xem clip nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Để phát triển làm những clip khủng hơn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.